cuộc đàm thoại giữa Thượng Đế đấng tối đấng tạo hóa và vua nước Việt Nam vào ngày 16 tháng 2 năm 2018, mùng 1 Tết tháng Giêng năm Mậu Tuất, tại hội trường mà nhà vàng á, nơi đỉnh núi Thiên Long Sơn, Ngọc Hoàng Thượng Đế gót. Dạ thưa cha, con lộ cái khúc này. Ta Ngọc Hoàng Thượng Đế chào mừng tất cả đã hiện diện buổi lễ này. Ta khen ngợi các ngươi đã tổ chức chu đáo để đón tiếp ta và chư vị Thánh Mẫu cùng chư thần. Đây là buổi kỷ niệm 40 năm khai cơ đường cơ Long Hổ. Thánh Mẫu tổ chức. Nhìn chung thì sự thành công quá ư là tốt, dù gặp nhiều trở ngại do bọn tà ma phá hoại. Hôm nay ta hân hạnh được nghe Đại Thánh Dương tường trình về thành quả đó. Mời Đại Thánh Dương. Nên nhớ mỗi một lần mà tổ chức ở đây á, là cái hàng vạn chư thiên đầy bầu trời núi Thiên Long Sơn rồng đồ á, mỗi một cái đoạn đường chừng mấy feet thì có thiên tướng đứng hai bên để mà đón cha. Trong cái hội trường tuy như vậy mà cõi vô hình đó, thí dụ như ngày trận đạo qua là có cả ngàn tỳ tùng theo, rồi một châu mẫu Á Châu qua thì có cả ngàn cung phi mỹ nữ theo, cho nên nó là một cái đại hội cực kỳ cả hàng biết bao nhiêu nghìn người. Thì trong đó sư phụ là người thiên tử là quỳ, thì mỗi người nói chuyện qua nói chuyện lại vậy. Giống như bây giờ mấy con cũng từng chứng kiến sư phụ nói chuyện đúng không, thì buổi lễ đó cũng vậy. 40 năm đường cơ hội do Thánh Mẫu tổ chức, nhìn lại chung thì sự thành công quá ư là tốt, dù gặp nhiều trở ngại do bọn tà ma phá hoại. Hôm nay ta hân hạnh được nghe Đại Thánh Dương tường trình về thành quả đó. Mời Đại Thánh Dương. Đại Thánh Dương Trần Hưng Đạo. Hạ thần là Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo, tức là ngài là vua nước Việt á. Ông Quan Công là vua nước Tàu, ông Trọ Quang Tân là vua nước Mỹ. Chiều nay thủ sẽ nói chuyện với ông Washington tình hình nước Mỹ. Tại cứ mỗi ngày thủ phải nói chuyện với một vị để biết tình hình trên thế giới. Đại Thánh Dương Trần Hưng Đạo của nước Việt. Hạ thần là Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo của nước Việt Nam kính chào mừng Ngọc Hoàng Thượng Đế, kính chào mừng Đại Thánh Mẫu, kính chào mừng năm vị Thánh Mẫu năm châu cùng các vị Thượng Thánh và các vị Thánh Thần. Kính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thượng Đế tôn kính. Kể từ năm 1979 mùa xuân năm đó, đường cơ hổ ra đời với câu sấm hồng tàn giữa mùa xuân. Cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Cho nên mỗi một lần mà cơ vận đi xuống một bài cơ đó, thì cái thế giới chúng ta có sự thay đổi. Thì cái bài hồng tàn giữa mùa xuân á, là mấy đứa con có bài đó cứ bỏ lên, thì bài đó làm cho chế độ Liên Xô sụp đổ á. Năm 1979 mùa xuân năm đó, đường cơ hổ ra câu sấm hồng tàn giữa mùa xuân. Cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Lúc đó là Gorbachev bị sụp đổ cũng chả biết là lý do gì, nhưng mà không ngờ là do bài hồng tàn giữa mùa xuân. Do hướng dẫn của Đại Thánh Mẫu, ngài ban lệnh đó là bài Kính Thiên, tức là bài nãy sư phụ mới ca, là lệnh của mẹ, là bài Kính Thiên. Đó là bài Kính Thiên, thần cùng chư vị Thánh Thần lo làm theo cơ vận. Tức là khi bài Kính Thiên xuống trần đó, thì mấy vị cứ nhắm theo bài Kính Thiên để mà xoay chuyển cái quả địa cầu cho tới ngày hôm nay, để mà có ngày kết cuộc, để mà lập hội Long Hoa, để vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Làm theo Thánh Thần, làm theo cơ vận, lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam. Bài Kính Thiên là làm kim chỉ nam cho tất cả những vị Thánh Thần ở trong cõi vô hình, là bài Kính Thiên nãy rồi ca đó. Thì trong đó là sẽ đưa Minh Dương về nước, thì sẽ làm cho năm cái ác sụp đổ. Đó là bài Kính Thiên á. Bài Kính Thiên nó powerful lắm á. Nếu mà ai mà hiểu cái này á, mà ngồi chiêm nghiệm nữa đi. Bài Kính Thiên sẽ là kim chỉ nam, do đó thần khai cơ với nhiều phương châm, nhờ hưởng cơ trời biết được cơ vận,
theo cơ vận mới biết thời cơ vận dụng thời cơ để nắm giữ cơ đồ. 40 năm qua, 10 năm đầu hạ thần cùng chư thánh thần lo hỗ trợ cho tù nhân, nung đúc tinh thần vượt qua khó khăn để chờ ngày phục quốc. Nhờ vậy mà tù nhân cải tạo đã vững vàng chờ đợi lúc bấy giờ. Chư thần ứng cơ gây nhiều tâm lý tin tưởng vào ngày mai, như ứng cơ báo hiệu rồi sẽ được lo lắng như câu: thần tự do sẽ lo tất cả, hỡi hiền đồ chớ ngại khó khăn mà buông việc lớn mà quên việc thù. Cùng thập niên đầu báo cho các tù nhân cải tạo là ó kiêu nam đáo lữ hành, tức là tất cả sắp về nam. Khi về nam, hạ thần đã cùng chư thần từ bắc chí nam vận dụng linh thiêng mà giúp dân chúng chống tà. Qua thập niên thứ ba, các tù nhân đã được về lần lượt. Thời gian này chư thần được ngài phong thánh như thần Tam Tinh phù trợ cho trại tù ba sao, và được phong thánh cũng như các vị thần khác như Đại Thánh Quân, nhiều vị khác. Hiện tại cơ vận đã đến lúc bọn tà phải diệt vong. Hạ thần sẽ nương theo cơ vận sẽ xây dựng cơ đồ Việt Nam sáng rạng. Đấy là sơ lược 40 năm đường cơ Long Hổ. Về phần đạo thì Đại Thánh Mẫu đã giao cho Thái Tử, tức là giao cho sư phụ quản nhiệm. Khung đạo đã được hoàn thành tốt, hoàn thành thành quả rất tốt. Tương lai sẽ sáng lạng khi Việt Nam đã diệt hết tà đạo. Hôm nay hạ thần kính đề nghị Đại Thánh Mẫu Ngọc Hoàng Thượng Đế ban thưởng cho thành viên Trung Kiên để khích lệ. Kính tâu trình ngài bấy nhiêu, xin cáo lui. Tức là hồi xưa đó, chứ hồi tới ngày hôm nay cũng vậy, lâu lâu á, tất cả các vị về chầu cha đó, thì sư phụ cũng là chầu cha, nhưng mà cái nguyên thần sư phụ là Thiên Nhãn, cũng ở đó chầu, sắc phàm cũng phải quỳ. Nhiều lúc hồi xưa sư phụ quỳ 4 tiếng á, cái đầu gói này nè. Tại cha đứng đó thì cha nói chuyện thì mình phải quỳ, đúng không? Rất là thiệt. Nhưng mà ở núi Thiên Long Sơn này, tuy nó nhỏ bé nhưng mà nó xoay chuyển cả cái địa cầu này, từ Ukraine tới Nga tới nước Việt tới Mỹ. Cho nên hồi từng rồi mà có mấy con thấy á, ông chọt Washington á, ông nói sư phụ á, sau này Thái Tử nhớ cứu nước Mỹ. Thế sư phụ hỏi là ông mấy câu: nước Việt bây giờ tè tư như tàu lá chuối, dân không có cơm mà ăn, làm gì cứu nước Mỹ. Sư phụ tưởng là ông nói lộn á, không, ông nói sau này Thái Tử nhớ cứu nước Mỹ. Ông dằn lại hai lần á, thì chuyện gì nước Mỹ xảy ra sư phụ chưa biết. Nhưng mà ổng nói sau này nước Việt khi có đại phước, khi có thiên tử về rồi thì nước Việt sẽ biến đổi 100%, thay đổi. Đó là cơ trời. Người không hiểu cơ trời thì hôm nay phải nên hiểu. Là vì ngày mai á, mình bị đốt lò không hay đó ngày mấy đại ca. Nếu mà nghe lời Kiệt á, là anh ba hôm nay á xây chuyển thì anh ba sẽ không có bị đốt lò. Tại vì trên mới vừa nhắc để lên mạng nói, chứ sao gặp ổng. Chưa từng gặp bác Nguyễn Tấn Dũng ở ngoài đời bao giờ, cũng chưa từng biết ổng luôn á. Nhưng mà vì sư phụ, những người này cũng là ở cõi trời xuống, thì thương thì nhắn mấy lời. Tức là mình biết trước thiên tử đã sinh rồi, giống như sư phụ sinh cho bà Lan. Bà ở ngoài hiện giờ có bản án tử hình đúng không? Nhưng mà bà sao không chết, sư phụ đã sinh rồi. Sư phụ sinh cho bác Phúc hồi hôm qua rồi, hồi khuya rồi. Bác Phúc bây giờ đang bị nhô hộp, nhưng bác Phúc sao không có bị chết. Tại giờ bác Phúc cũng đang đến cái đường kẹt á, nhưng mà thôi, họ đừng chết. Chờ mình về ăn cơm chung với anh Bảy nha. Rồi tới sau thì bác Phúc sẽ tới thịt tới bác Ba. Phải không? Rồi thịt từ từ vậy đó. Nhưng mà khi nghe được những lời này, họ sẽ không bị gì hết. Đây lời của sư phụ nó có hiệu lực ở cõi đời này đó, là những vị thánh thần sẽ che chở cho những người này, che chở cho bác Dũng, che chở cho bác Phúc, che chở những người sắp gặp nạn. Đây cũng là một cái lời
trong cõi vô hình.